À, nè, cô ơi, cô. Ôi, đi đâu mà xách nặng nề vậy? Thôi, để tôi xách giùm cho. Hoàng tử của lòng em. Anh làm cái gì vậy? Anh phất áo cho nó lãng mạn. Lãng mạn quá đó. Công chúa Yến. Em. Vậy anh? Sao anh? Sao anh? Đứa nào đốt lá khói quá. Đứa nào đốt lá này không biết nữa à? Trời ơi. Nhưng sao? Nhưng kệ. Anh bất chấp. Dạ. Vì hôm nay anh muốn xin được cầu hôn em. Em đau khớp tay à? Không, anh nhẫn á. Dạ. Chết. Anh quên. Anh không có nhẫn. Nhưng không sao. Chờ anh chút. Anh có cành hoa đẹp để tặng cho em như lời cầu hôn. Trời ơi, em không ngờ ở đây vườn hoa đẹp mà với con mắt thẩm mỹ của anh chọn cho em cây đẹp nhất. Vì nó xứng đáng với nhan sắc của em. Công chúa. Trời, em đồng ý. Cô ơi. Dạ. Nè, tôi thấy đồ nặng quá. Dạ. Tôi xách giùm cho. Nhưng mà nhà cô ở đâu? Nhà em ở... nhà anh ở đâu vậy? À, tôi là chủ tiệm uống tóc Hoài Xuân. Ở gần đây thôi, nhưng mà nhà tôi thì ở chỗ khác. À, vậy hả? Tiệm anh ở đây hả? À. À, vậy tính ra là mình có duyên á. Nhà em cũng ở hướng này. Ôi vậy hả? Dạ. Thôi được rồi, tôi xách cho cô một đoạn nghe. Dạ. À, mà không biết là tới nhà cô trước hay là nhà tôi trước nữa. Dạ, à, chắc là tới nhà em trước rồi, tại nhà em gần hơn mà. À. Dạ, cảm ơn anh. Mình đi. Dạ. À, cô à. Dạ. Tiệm tóc của tôi ở đây rồi, nhà cô ở đâu? À, dạ, nhà em ở kế bên đây. À, đây nè. Thôi để tôi đem qua cho cô. À, dạ, thôi khỏi đi, để em tự xách về được rồi anh. À. Dạ. Dạ em cảm ơn anh. Vậy thôi cô ráng nha. Dạ. Tôi phải tới mở cửa tiệm. Tại vì hôm nay thợ á, mình tuyển thêm thợ phụ á. Ai dạ, anh tuyển thợ phụ á. Dạ. Rồi chào cô ha. Dạ, dạ dạ. Em cảm ơn anh. Người gì đó mà đẹp trai á. Tưởng nãy giờ mà quên hỏi tên luôn á ta. Tiệm tóc Hoài Xuân. Không biết ảnh tên Hoài hay tên Xuân. Mà nhìn đàn ông vậy chắc là tên Xuân rồi. Giờ sách ngược về cũng chết rồi. Dạ em chào chị. Dạ chào em, mời em ngồi. Dạ em cảm ơn chị. Em thông cảm nha, tại vì thợ đang đi ăn cơm. À dạ. Chút xíu nữa là dạ. Phục vụ em liền. Dạ không sao, em cảm ơn chị. Em muốn hỏi anh Xuân. Anh Xuân ở đây nè chị. Em có lộn ai không vậy? Ở đây đâu có ai tên Xuân. Dạ không, cái anh Xuân mà chủ tiệm ở đây á chị. Chủ tiệm á. Chủ tiệm dạ. Đây tên Khôi. Khôi hả? Ừ. Anh tên Khôi sao tự nhiên đặt cái tên tiệm là Hoài Xuân ta? Cô lãng rồi. Chứ tên ta nó muốn đặt Hoài Xuân, Hoài Thu gì kệ người ta. Tự nhiên hỏi. Giống như tôi vậy nè. Tôi tên là Cao Thị Thanh Tuyền. Có hợp không? Ừ. Kệ tôi. Tên ta lãng. Sao tôi đặt? Dạ. Vậy chị cho em hỏi là anh tên Khôi đúng không? Nữa à? Có kiếm Khôi có chuyện gì không? Dạ không. Tại em thấy cái tên nó hợp với cái người dễ sợ. Khôi Ngô Tuấn Tú. Nè. Dạ. Cô muốn gì đây? À gì? Dạ em tới xin việc làm á chị. Xin việc làm? Dạ em tới xin việc làm. Đứng dậy. Trời đất ơi, từ hồi nãy giờ không chịu nói. Thiệt tình luôn á. Mệt ghê. Dạ. Xin việc làm mà trước tiên tôi muốn hỏi là cô có người yêu chưa? Ủa cái chuyện đó nó có liên quan tới công việc của em hả chị? Ờ tất nhiên.
Không. Sao vậy? Ý tôi muốn hỏi là có cái tay nghề kinh nghiệm gì không? Có chứ, em có. Hồi lúc trước em có học việc ở một cái tiệm tóc khác mà em biết gọi đầu massage mặt luôn. Dạ. Thật ra thì ở đây cũng đang thiếu thợ. Dạ dạ. Thôi được rồi, anh Khôi thì không có ở đây. Dạ. Nhưng mà tạm thời tôi sẽ nhận cô vào làm việc. Đúng rồi, đúng rồi. Ngày mai cô phải học thử việc. Dạ dạ dạ, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị nhiều. Ngày mai em tới. Ơ, Duy. Chị. Ừ. À, chị giới thiệu với em. Dạ. À, đây là... Ủa, cô tên gì ạ? Ủa, chị nhận em làm mà chị không biết em tên gì luôn hả? Ủa, lẹn không? Ủa, tên cô má cô biết chứ mắc gì tôi biết. Giờ muốn làm không? Không làm nghỉ. Vậy hả? Em tên Yến, em tên Yến. Duyên thì Yến phải không? Dạ. Vũ Duyên Kiết. Đặt hên, đặt họ luôn. Chào em. Dạ em. Anh tên Duyên. Em tên Yến. Em đẹp lắm. Mới nhìn em thôi anh đã yêu được ngay từ ánh mắt đầu tiên. Em đồng ý. Em đồng ý. Em đồng ý. Mẹ. À, dạ dạ dạ. Ủa, cô bị gì vậy? Dạ. Em đâu có, em đâu có bị gì đâu. Mẹ. Cô có sao dạ. Không đó? Dạ không, em ổn chị, em ổn. Tại mỗi lần em gặp tay đẹp mà có cái kiểu mà hào quang mà chiếu xung quanh như vậy em hay bị choáng. Chị thấy chưa? Đẹp trai khổ lắm. Chị không là trai mà chị còn khổ nữa. Dạ. Khôi về. Khôi. Khôi về. À, uống nước nha. Chờ em. À, chờ em. Em cắt uống. Ủa. Em như là. Ơ, là em hả? Dạ dạ là em tới. Em tới làm, ngày mai em tới thử việc luôn. Dạ chị nhận em rồi. Chị nhận em rồi. Im lặng đó, im lặng là đồng ý. Dạ dạ dạ, em cảm ơn anh, em cảm ơn chị. Chị thấy anh Duy với anh Khôi á, ai tốt hơn? Tất nhiên là Duy rồi. Sao vậy chị? Thì Duy trẻ hơn, Duy đẹp hơn. Với lại anh Khôi nha, thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Có vậy? Nhiều thói hư tật xấu lắm. Tật xấu hả? Tật xấu gì vậy? Thí dụ như là trước tiên là ở dơ. Ý, ở dơ. Cả tuần không có tắm. Đi ra tiệm là thay đồ rồi xịt nước hoa không à. Cái gì ghê vậy? Chưa hết đâu em ơi. Trời ơi, lăng nhăng dễ sợ luôn. Trước đây cái tiệm này là nữ nhiều lắm. Nhưng mà cặp hết nữ. Cặp xong xuôi rồi bỏ người ta. Người ta thất tình, người ta bỏ tiệm. Cho nên mới tuyển em vô đó. Trời ơi, thiệt luôn á hả chị? Ừ. Xem ra là em phải suy nghĩ lại. À chị. Hả? Chị thấy anh Duy sao? Ờ, thì tất nhiên là Duy là số 1 rồi. Ừ. Có vẻ như là Duy đang thích em đó nha. Thiệt hả chị? Phải không? Ừ, chị nhìn cái ánh mắt của Duy long lanh mỗi lần nhìn em. Hai đứa hợp với nhau lắm á. Hợp lắm hả chị? Ừ. Được rồi. Anh Khôi rất tốt, nhưng em rất tiếc. Anh có quá nhiều khuyết điểm. Em sẽ tấn công anh Duy. Chị, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị đã tư vấn cho em. Em cảm ơn chị. Chị xin lỗi em nha. Chị phải đánh lạc hướng em thôi. Phải nói xấu Khôi đủ điều để cho em che Khôi ra chứ. Anh, chữ này chữ gì vậy? L O V E. Chọc anh nữa, chữ này mà em không biết hả? Không, em không biết thiệt. Học lớp 10 em nghỉ rồi. Lớp 10 nghỉ nhưng mà chị phải biết chữ này chứ. Em không biết thiệt á. Chữ gì à? Chữ lớp đó, dịch ra là chữ yêu. Yêu hả? Đó giờ anh yêu ai chưa vậy? Nay anh 23 tuổi rồi, chừng nào anh có người yêu. Anh có kiểu người em thích là sao? Cái kiểu người ốm ốm, tóc ngắn hay là anh thích người mà mập mạp, tóc dài xíu. Mà mấy người nói chuyện khùng khùng, nói chuyện nửa chừng đâu mất tiêu. Anh Duy! Đâu rồi ta? Anh Duy! Anh Duy! Yến! Dạ! Kiếm này dạ. Đó em kiếm anh Duy. Anh thấy anh Duy đâu không anh?
Yến nè. Dạ. Anh thấy á, cái thời gian mà em bỏ ra em tìm kiếm thằng Duy á, thì nên em bỏ cái thời gian đó em đầu tư vào công việc của mình, cho tay nghề nó giỏi hơn. Nè. Cái gì vậy? Hả? Bỏ anh nhìn em xấu lắm hả? Em làm vậy nó mới xấu đó. Mà anh nhìn em có dễ thương không? Miễn cưỡng thì cũng có. Đó! Cũng có dễ thương chứ bộ. Vậy mà anh Duy á, mỗi lần anh nói chuyện với em là hả, anh trốn ở đâu của anh? Tại vì em nói không đúng vô cái chủ đề mà người ta quan tâm. Đúng không? Em cứ nói lơn bơn trên trời dưới đất không, nó có thích đâu. Vậy giờ em nói gì? Nè, Duy á, em thấy nó lất cất như vậy, nhưng là một người rất yêu cái nghề tóc. Nó thích về làm tóc, nghiên cứu kiểu tóc mới. Nếu em nói về những cái chủ đề đó thì chắc chắn nó sẽ quan tâm, nó sẽ thích hơn. Ôi, anh hay quá à. Dạ. Anh hay, anh là quân sư, em cua anh Duy đi. Thôi đi cô, chuyện tình cảm không có cưỡng ép được. Tại vì anh ở ngoài, anh sáng, anh thấy vậy nên anh góp ý thôi. Còn bản thân em, nếu em muốn, em phải cố gắng, hiểu chưa? Dạ. Rồi biết là anh gì không? Em sẽ cố gắng làm gì? Làm một người thợ giỏi, hiểu không? Dạ. Nâng cao tay nghề mình lên. Dạ. Nói vô những cái chủ đề mà thằng Duy nó yêu thích thì được. Dạ. Em sẽ cố gắng làm một thợ phụ xuất sắc để hỗ trợ cho sự nghiệp của anh Duy sau này. Yeah. Hay quá, biết công việc đầu tiên là gì không? Dạ, làm gì anh? Dọn dẹp tiệm đi, nói nhiều quá.